Chào quý khách hàng và bà con, đây là hình ảnh cây cao ăn trầu tại vườn ươm cây xanh Gia Nguyễn. Cây giống hiện tại bộ rễ đã phát triển ổn định, cây xanh tốt, không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Cây có chiều cao 50cm, đường kính gốc từ 1-1.5cm. Cây được ươm trong bầu có quy cách 25x28cm. Công ty chúng tôi đang có vườn ươm tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và vườn trưng bày cây giống ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng và bà con có nhu cầu mua cây cao ăn trầu vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0937670722 bên phải phía trên màn hình để được tư vấn và báo giá. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và bà con.